Nay mình sẽ xịt khuẩn ở nhà nha các bạn. Máy này xài rất lâu rồi. Rồi mình sẽ ghim điện nha. Đầu tiên ghim điện xong rồi bật về phím số 2. Này, chưa điện chưa ăn. Chưa điện nó ăn rồi thì cô quạt nó kêu này. Bật về phím số 2 nè. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị hai cái chai, một chai nước lọc, chai nước này, rồi cái chai này hồi nãy không lấy chai nước lọc mà lấy cái chai nano bạc luôn rồi ta. Chai nano bạc cái này thì nếu mà chai nano bạc mùi bạc hà thì nó trong nhiều quá, còn nano bạc mà mùi xả là nó đục như vậy nè. Đó, chai nano bạc mùi xả thì có chai 1 lít này, mình hôm nay mình sử dụng chai nano bạc mùi xả đi. Rồi mình chờ 3 đến 5 phút đang cho cái máy nó sáng đèn xanh, nhưng mà trong thời gian này thì mình sẽ đi múc một ít nước lọc để hồ đang mình xả cái đồ phun. Nước lọc nha, chúng ta để sẵn đây này, lọc nước sạch nha coi, chúng ta để hồi chúng ta xả cái đầu phun. Rồi các bạn có thể dùng dung dịch nano bạc mùi bạc hà hoặc là dung dịch nano bạc mùi xả của chai 1 lít, mình sang cái chai 100ml này, đây mình sử dụng mùi xả đi. Rồi để đây, nhưng khi đèn xanh sáng thì các bạn bật về phím 2 hồi nãy cái giờ các bạn này. Đó, bật phím 2 chờ nãy giờ, chờ đèn xanh sáng rồi các bạn sẽ đút cái ống vào. Rồi dặn cái núm chín giờ lên nhé. Rồi, nếu mà nhà 100m² thì chúng ta sử dụng khoảng nửa chai cũng được. Đây đó, các bạn có thể quơ, các bạn có thể quơ bất kỳ nhé. Đó đó, đây các bạn, tivi hy vọng đồ đạc này kia, trong phòng đồ thì chúng ta có thể, chúng ta đây các bạn có thể đi bất kỳ luôn nha, thịt trong phòng đó, dây điện hết dây điện rồi, đây nhà bếp đó. Rồi đây mình xịt một hồi thì nói chung là cái máy nó sẽ có chế độ ngắt, thì các bạn sẽ đó, các bạn sẽ chờ tí xíu, tại vì khi cái lượng nano bạc đó, các bạn đây các bạn nhìn thấy ra mịt mù như này đó. Đó. Thì mà cái lượng nano bạc nó ra nhiều quá thì nó sẽ có chế độ tự ngắt nha các bạn, đó thì nó sẽ phun tiếp đó. Còn nếu mà chúng ta muốn xịt xong ấy thì các bạn bật về phím 0 này. Đó, các bạn bật về phím 0. Rồi. Cái này là chúng ta đã khử khuẩn xong, đây các bạn nhìn nhà này. Đó, mình bật về phím 0 nhé. Rồi, bỏ cái ca nước này vô. Đó, chúng ta bỏ cái ống sang cái ca nước này. Để chúng ta xả đầu phun nhé. Các bạn bật về phím 1, chúng ta dặn núm 9 giờ lên tiếp. Đó. Mình bật về phím 1. Rồi khi nào mà nó phun nào mà ra hết nano bạc, nó phun ra hết nano bạc xong rồi nó sẽ xả ra nước lọc đó. Đây các bạn nhìn đây, quá trời mịt mù luôn, đây coi các bạn không có thấy đường luôn, bay qua tới hàng xóm luôn nha các bạn, này dài sau nhà luôn đây. Ủa mịt mù luôn nha, mình thấy luôn á. Đây các bạn nhìn sát bên TV này, các bạn sát bên luôn này, không thấy luôn rồi. Đó, quay ngược về cái máy nha. Đó khi nào mà các bạn mà nghe mà nước nè, đó khi nào mà nước nó ra xèo xèo gì nữa nha các bạn. Đó, khi nào mà nước nó ra xèo xèo nước lạnh này không á, rồi các bạn sẽ rút dở cái ống này lên.
để cho nó kêu tè tè hết nước nha. Rồi con bật về phím 0, dặn đúng 9 giờ xuống. Rồi đó, thì chúng ta sẽ để khoảng chừng 10 phút sau để cho cái máy nó mát, rồi chúng ta hơi rút điện. Các bạn đừng rút điện liền nha. Đây, đây còn mình diệt khuẩn nhà, nhưng mà lâu lâu, nói chung là nếu mà dùng nào dùng dịch thì chúng ta sẽ diệt khuẩn nhiều một chút. Còn bình thường thì mình cuối tuần mình mới về nhà một lần thôi. Đây, quá trời dữ lắm luôn nha. Rồi, các bạn đặt hàng thì các bạn liên hệ số điện thoại của shop này 0976243224, chỉ cập vào trang YouTube Cát Cảnh Shop để xem test máy nhé. Đó, rồi để mình nói thêm về cái phần dung dịch này. Này hồi nãy giờ mình phun hơi nhiều á, mình phun mình đi từ trước đi dài tới sau nãy giờ tốn nửa chai nhà 100m2 nhé. Rồi còn nếu mà xe ô tô thì các bạn sử dụng cái chai này cũng khoảng gần cái chục lần. Mỗi một tuần thì chúng ta khử khuẩn 1 đến 2 lần thôi. Còn chỗ này F0 thì các bạn có thể cách ngày khử khuẩn một ngày, hoặc là ngày nào cũng khử khuẩn. Mà sau khi khử khuẩn các bạn nhớ dùng cái nước lọc, chúng ta xả cái đầu phun, xả xong các bạn dỡ cái ống lên. Các bạn nhớ phun nano thì các bạn bật phím 2 nhé. Còn nếu mà xả nước thì chúng ta bật về phím 1. Khi mà phun nano, các bạn phun mà cái lượng nano nó ra nhiều quá thì cái máy nó sẽ có chế độ tự ngắt. Rồi nó điều chỉnh lượng nano lại, xong rồi nó sẽ phun tiếp. Rồi, đó là cách hướng dẫn các bạn sử dụng và bảo quản máy nha. Cách bảo quản máy là điều duy nhất là các bạn cứ mỗi lần xài xong các bạn sẽ xả. Các bạn nhớ dùng dung dịch nano bạc, chứ các bạn không dùng dung dịch nào khác nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.